Yeah, mọi người đây là cái mô hình mình dựng lên để chúng ta học ren và macro của mắt Mac 3 cho nó trực quan và dễ hiểu á thì trước khi mà đấu dây á mình tiện thể mình quay luôn cái clip này để hỗ trợ cho những bạn lần đầu tiên tiếp xúc với mắt 3 sẽ hiểu được cần làm gì và làm như thế nào để cho cái mô hình này nó có thể hoạt động được thì cái mô hình này mình đang sử dụng ba con step để điều khiển ba chục một cái bộ nguồn 24V và mình sử dụng thêm một cái cạc PCI sang LBT để mở rộng input và output à, cái PCI sang LBT này sẽ kết nối với cái bo này để điều khiển trục chính và ba chục Z ha thì ba chục Z mình sẽ sử dụng ba con driver mini này driver 16 trên 8825 và để ba con driver này có thể kết nối xuống mắt ba gọn nhẹ hơn đó thì mình sẽ sử dụng một cái bo đệm mà như thế này mình sẽ không cần câu dây quá nhiều là nó rất là gọn chỉ cần cắm dắt xuống thôi và cái bo LBT này mình sẽ sử dụng để làm uh, tay quay và thay dao tự động ha rồi bây giờ mình sẽ đấu dây cho nó chạy mình lấy tín hiệu a bút và yin đi dưới bo lbt để điều khiển relay le phía trên này ha mình cấp nguồn 24 v phía trên này rồi dùng dắt bên này để đưa nguồn 24 v xuống dưới cho bo lbt Bây giờ mình lấy tín hiệu Yin đi ở chỗ này cộng với lại chân số 16 ở bên này để điều khiển relay ở phía trên ha Như vậy là xong, bây giờ mình chỉ cần lấy ba con driver 8825 mình cắm lên trên bo đẹp và xíu nữa mình vào trong phần mềm mắt 3 mình khai báo lần lượt cách chân là 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương ứng với lại cặp xung chiều của 30 x, y và z Bây giờ mình chỉ cần lấy ba dây độc lực của ba con step trên mô hình mình cắm vào trong cái dắt màu trắng này từ bên trái qua lần tự là X, Y và Z là nó có thể hoạt động được rồi ha. Bây giờ mình sẽ cài phần mềm và tiến hành khai báo. Rồi bây giờ mình sẽ cài phần mềm mắt ba cho máy tính. Ai à, chưa có phần mềm mắt 3 này thì kéo xuống phần mô tả bên dưới mình có để một cái link đó mọi người tải về và làm y như mình ở đây. Thì phần mềm mắt ba nói chung cũng dễ cài, không gì khó. Trong quá trình cài có một điểm lưu ý là nó hỏi mình có cài driver cho cộng song song hay không Lấy cộng LBT á Thì đối với những ai mà sử dụng bo LBT thì cái driver này bắt buộc phải cài Nếu mà không cài á thì sau khi hoàn tất mình mở mắt 3 lên thì cái mắt ba đó nó không thể nào chi xuất được tới 25 chân của cái cổng LBT Thì lúc đó là mình không thể nào mà điều khiển được cái gì hết á Còn đối với những ai mà sử dụng bo USB Cái phần này á, cài cũng được, không cài cũng được Vì lúc này mắt ba nó kết nối với bo USB thông qua cái file login của nhà sản xuất sau khi cài xong mình có bốn cái file hiện thị trên màn hình đây thì gồm có mắt bao ladder trong mắt ba ladder này thì nó bao gồm ba cái file ở dưới này đây là máy phay máy tiện và lát ma chủ đề của mình á là xoay quanh máy phay là mắt ba miêu đây đây ba file này mình xóa đi cho rồi mắt nha bây giờ mình mở mắt ba miêu lên rồi bây giờ mình thấy ở đây có hiển thị chữ demo có nghĩa là cái phần mềm mắt ba này chưa được rắc mà chưa rắc á, thì sẽ bị nhà sản xuất giới hạn 500 dòng lệnh gcode bây giờ mình mở thử một cái file gcode lên thì sẽ thấy được là nó bị thiếu dòng lệnh dòng lệnh tổng cộng của cái file này nó lên tới 8372 nhưng mà ở đây không hiển thị đầy đủ qua khu vực hiển thị đường giao chạy chúng ta cũng thấy nó không hiển thị đầy đủ luôn có nghĩa là phần mềm này chưa được rắc và bây giờ chúng ta cần phải rắc thì rắc mắt ba cũng dễ trong cái thư mục cài đặt đó nó có một cái file là mắt một lít dat bây giờ mình sao chép cái file này và mình dán nó vào trong thư mục mắt 3 ở trong ổ c rồi bây giờ mình mở lên lại rồi chữ demo đã biến mất bây giờ mình lát lại thử cái file hồi nãy nha g đã hiện thị đầy đủ và ở khu vực hiển thị đường giao chạy cũng hiển thị đầy đủ luôn vậy là mình đã cài xong phần mềm mắt ba trước khi mà khai báo cho mắt ba kết nối được với phần cứng thì có một việc nữa ngay lúc này mình cần phải làm đó là mình phải khai báo mở rộng thêm một cổng lbt thứ hai thì tại sao phải mở rộng thêm một cổng lbt thứ hai là vì ngay từ đầu mình làm nên cái mô hình này mục đích là để chia sẻ một số kiến thức cơ bản về mắt ba mà mình biết và để cho nó được đầy đủ và trọn vẹn nhất đó, thì mình muốn cái mô hình này phải có đầy đủ các cái chức năng cơ bản của một con máy CNC ví dụ như mình sẽ lấy một số trên input từ bo LBT mình gắn vào công tắc ngoài và gán cho cái công tắc đó một chức năng mà mắt 3 hỗ trợ ví dụ như chạy tạm dừng dừng reset home zero xyz hoặc là bất kỳ một chức năng nào đó mà mọi người muốn và mắt 3 có hỗ trợ cái thứ hai là mình sẽ lấy những cái trạng thái hoạt động của những con LED ảo ở trên giao diện mắt ba để mình điều khiển một cái gì đó ở bên ngoài. Ví dụ như mình sẽ lấy cái trạng thái của cái đèn reset ở đây. Mình gán cho nó vào một cái chân output của bo LBT điều khiển một cái đèn màu đỏ bên ngoài. Vậy là khi đèn reset này nhấp nháy thì cái đèn màu đỏ bên ngoài cũng nhấp nháy. Hoặc là mình sẽ lấy cái đèn run ở đây, mình gán cho nó vào một cái đèn màu xanh ở bên ngoài thì khi mà mình bấm máy chạy đèn màu xanh bên ngoài cũng sáng cái thứ ba là mình sẽ gắn cho cái mô hình này tay cầm điều khiển dốc Handwheel. thì có tay cầm này trong quá trình mình xét tọa độ, độ gia công ấy, nó cũng tiện lợi hơn và cái sau cùng cũng là cái quan trọng nhất cái hấp dẫn nhất đó là cái mô hình này mình muốn nó sẽ phải có chức năng thay dao tự động ATC thì để làm được tất cả những cái công việc đó yêu cầu mình phải bổ sung thêm một cộng là BT thứ hai thì lúc đó input và output nó mới có đầy đủ lúc nãy mình có nói là mình sử dụng cái cạc bci to lbt của hãng sunnit thì mình vừa cắm nó vào trong cái men máy tính bây giờ mình sẽ kiểm tra xem coi cái men đó nó có nhận biết được nó vừa được cắm cạc hay chưa thì mình chuột phải vào my computer Manage device manager mình nhìn thấy được là nó đã phát hiện nó vừa được cắm cạc vô nhưng mà chưa có thêm một cộng lbt nào hết lý do là nó chưa có driver thì mọi người sử dụng card của hãng nào thì mọi người tải driver của hãng đó mình đang sử dụng cenit nên mình sẽ cài driver của hãng cenit sau khi cài xong mọi người sẽ thấy được là nó sẽ bổ sung cho mình thêm một cổng lpt thứ hai đây vậy là mình đã có hai cổng hai cổng này mình sẽ gắn vô cho mắt 3 để nó hoạt động được cái file cài đặt đầu tiên mặc định mà khi mình cài mắt 3 nó có để địa chỉ của cái bọc 1 là 378 vậy thì 378 này là là gì nó chính là cái địa chỉ của cổng bo. mọi người ấn đúp vào đây ấn vào resort mọi người sẽ thấy được là nó có địa chỉ 378 vậy thì cái cộng mình vừa gắn vô nó có địa chỉ là bao nhiêu để mà mình gắn vô cho bọc 2 thì để kiểm tra thì mình sẽ đúp chuột vào cái cạc là này ở phía sau cùng này nó không có cái tab điều chuột thì mình không xem được đối với một số cạc nó sẽ có ở đây một số thì không ví dụ như rằng zenith này vậy thì nó ở đâu mọi người nhìn lên phía trên nó có cái chữ multi function adapter mọi người ấn đúp vào thì nó sẽ sổ ra cho mình cái cạc nó đang ở đây là zenith mọi người ấn vào zenith nó sẽ có cái tab điều ở đây mọi người ấn vào Lúc này cái địa chỉ của cái cộng mình vừa bổ sung nó có địa chỉ là DCE0 thì mình sẽ điền vào là DCE0. Tiếp vào đây để kích hoạt cổng số 2. Nhưng mà có một lưu ý, cái cộng bổ sung LBt của hãng Sanix mình muốn nó ở bên bọc một và nó sẽ điều khiển trục chính và trục XYZ thì mình sẽ đem nó qua đây tiếp theo mình sẽ chuyển cái cộng LBT on board có địa chỉ là 378 qua bên bọc 2 lý do vì sao mình làm như này sang bài thứ hai mình sẽ giải thích vì khi đó đụng tới cái phần này bây giờ mình sẽ apply và ok bây giờ mình sẽ khai báo cho mắt ba hoạt động với đơn vị là mm thì mọi người vào trong đây chọn sang đơn vị là mm tiếp theo mọi người nên gán cái chức năng reset này ra một nút nhấn ở bên ngoài để khi mà có vấn đề gì đó xảy ra mình nhấn vào dừng khẩn cấp cho nó an toàn thì mình vào trong config bật and pin sang tab input kéo xuống ở khoảng giữa mọi người nhìn thấy được là e stop chính là dừng khẩn cấp mặc định á, chức năng này nhà sản xuất không cho mình tắt đi nếu mà mình tắt đi thì xíu nữa mình quay lại cái trang này mình thấy nó tự động mở lên lại vậy nên á, ai mà không đấu dây sử dụng chức năng này á, thì vẫn phải mở nó lên còn nếu mà ai sử dụng chức năng này thì sau khi đấu dây xong mình phải khai báo đúng bọt, đúng pin và đúng IT thì nó mới hoạt động được. Vậy bọt là gì? Bọt chính là cái công tắc đó được đấu dây tới bọt một này hay là bọt hai này thì mình sẽ điền số 1 hoặc là số 2 vào đây. Pin là gì? Pin chính là cái số chân của bọt một đó hoặc là bọt hai đó. IT là gì? Mọi người nhìn vào bức tranh này, cái mô hình của mình đang sử dụng là chân số 15 nối qua công tắc thường đóng của dừng hình cấp kéo xuống mát tức là ở trạng thái bình thường trên số 15 này luôn được nối xuống mát khi mà có vấn đề lỗi xảy ra mình nhấn vào công tắc dừng khẩn cấp chân số 15 này bị hở ra thì bên trong BOB thiết kế tự động đưa chân số 15 này lên nguồn 24V tức là tác động mức cao khi đó mình không cần nhấn vào đây còn đối với những ai sử dụng công tắc thường hở chân số 15 này trạng thái bình thường luôn được BOB kéo lên nguồn 24V mức cao khi mà có vấn đề lỗi xảy ra mình nhấn vào công tắc tiếp điểm đóng lại kéo chân số 15 này xuống mát tức là tác động mức thấp khi đó mình sẽ nhấn vào đây còn đối với những ai không biết được là mình vừa đấu vô chân số mấy của bọt số mấy và công tắc mình dùng là thường đóng hay thường hở để mà chết vô Atilo hay không thì mắt 3 có hỗ trợ cho mình chức năng tìm kiếm tự động dành cho những ai sử dụng bo LBT thì mình nhấn vào trong đây kéo xuống tìm tới chức năng mình muốn gán là e stop chọn vào auto set lúc này mắt 3 bắt đầu đi tìm kiếm xem coi có tín hiệu nào hoạt động hay không và nó yêu cầu mình nhấn vào cái công tắc Bây giờ mình sẽ mở camera lên cho mọi người nhìn thấy. Ở đây mình có bố trí một cái công tắc dừng khẩn cấp. Bây giờ mình sẽ nhấn vào và xem coi mắt ba có phát hiện ra hay không. Sau khi mình nhấn vào á thì mắt ba nó báo là vừa phát hiện ra được một cái tín hiệu từ chân số 15 của bọc số 1. Vậy là bây giờ mình ấn ok thì mình sẽ nhìn thấy được là mắt ba nó tự động gán vô pin, bọc và atilau luôn. Mình apply. Ok. Bây giờ mình test thử. Lúc nãy mình vừa nhấn vào test cái công tắc này, vậy nên nó đang bị tác động. Bây giờ mình ấn reset nó không cho, lý do là cái này chưa được nhả ra. Bây giờ mình sẽ nhả cái công tắc này ra. Sau đó mình nhấn vào đây thì nó đã hoạt động trở lại. Và bây giờ mình tự test một lần nữa, mình ấn vào công tắc dừng khẩn cấp thì nút reset này bị tác động và dừng máy lại. Vậy là bây giờ mình đã khai báo xong phần công tắc dừng khẩn cấp.